tiếng vang thầu rồng rồng tua bạc bao. Ngôi bà cao lô lô giữa trời, quả vàng đỏ chói cửa đài.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
con thần bơi bơi mà đông ly Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ai cập đường thay chúa là thép bảo ông ơi. Tôi tố kia tôi nên làm chuyện thì mình chưa giết gì chút đề bất đề giáp đi quá đường quá đường chẳng ra đi. We'll be right back.
tại Đức Ông Địa Tán Thị Phụ. Nhật vào hôm nay, cập nhật đến thời Thanh Long Hoàng Đạo, nhằm ngày mùng 2 tháng 10 niên Mậu Tuất, có nhà thủ áp là Hoàng Văn Hoài, cùng nhà căn nữ là ghế của ngài Võ Thị Quỳnh Nhan, niên hành căn 30 tuổi, nhất tâm sở nguyện nhất thiện sơ cầu, tờ đơn cảnh sở đăng đàn bờ hội yết nghĩa này, vía của Đức Hoàng Mười đánh thủ tại đất Nghệ An. Thì ngày hôm nay cũng xin ngài miền thiểu lâm như Đức tờ đơn cảnh sở ngài cũng tâu lên thiên đình hạ đoàn thủy vũ thường thiên thiện nhà cung thiên thủy vũ để chỉnh tâm chỉnh nhà lòng thành liền mạng nhà vò đồng quyền cầu hai chữ bình an tật bệnh tiêu trừ tai qua nạn khỏi căn đặc an mà bảo vật một vàng sự an không còn lại quan.
thần thần ngài. Cũng đâm lại quán đi tăng họ phò thi quân gia. Hôm nay trước bạn đền sơn chúa thiền, con họ phò con đây nguyện cầu nay ơn đền cúi lại tạ trước vua bạc hồ sau công thần cô an đứng đầu. Con đây sợ nguyện tâm cầu giờ quang ban phúc hồng ân việc của con đâu đỏ lại sóng mê quang bê ngài an tòa cũng lên ngài ngồi thiên tổng nghe văn thầy đi tam đất ông thủy
phụ. Hôm nay trước bạc đền bạc phụ công thần quang thầy tung đề tam giáng đền giáng phụ về đây. Quang thầy ngài đề tam thủy phụ là thương cho ghế của quang họ võ thì quân giáng con đây mà tâm già thả hầu ngay. Nay quang đứng đầu cho cha họ có thì quân giang con xin gửi quang thầy đất ông đi tang ngài nâng ly con dân cầu cầu hai tuần. Lưỡi con còn dệt lên dựng chuyện thị phi. Quân mơ ngài thương già vợ họ qua đây cũng phản một đôi lời. Chú ghế họ vợ vợ thì quân giáng cũng liều gắn gầm xa để từ dân nhân lên cả bầu tan. Nhất tâm ghế ông đăng đàn khánh tiệc Đức Quang Hoàng. Ngày hôm nay quang đệ tam ta về luôn xuống phước cho ghế của ông. Đăng đàn khánh tiệc ngày nay tạ phú tạ đền tạ ơn vua mẫu tạ công đồng tam tứ phú hoàng ưng một niên mậu tuất được hai chữ hiếu đạo vuông tròn. Ngày hôm nay ta về xin trước vua mẫu công đồng tam tứ phú sắc lình của cha, hào quang của mẹ, được công đồng tứ phủ ẩn thiên. Thủy phủ thì ta ghi danh tiên bốn, để cho họ vợ trần gian. Cầu chi được nấy, sợ màng quả trừng, ta cho được màng mạch bình yếu gánh nặng việc trừng. Ta về chấp lệ ngày nay, ngày hôm nay bao nhiêu đường trần gian tâm cầu lòng nguyện, thấu đến được không?
ta về xin vua máu công đồng tam tứ phủ mai đây. Tay này có sắc, tay này có phù cửa ông, lập đền chiếu lệnh, xây cung thờ mẫu, công đồng tam tứ phủ, cho ân cho huệ, lập phủ xây đền. Ta về luôn xuống phước ngày nay á. Ban danh ban diện, ban cho ghế của ta được quang tràng đường rừng. Ngày hôm nay phúc đức của ông, ta về ban cho họ bó cùng đồng đền thủ nhang, tay cầm tay quế cung đàn tiếng hát, được hai chữ phước đức ta về lưu ân. Trước cửa mẫu ta về ban phúc đức trường làng bàn xóm. Ngày hôm nay thôn cửa mẫu được hai chữ khoan rạng ngày nay á. Lật lật còn ghi đền làn ăn giang thân tất quang đề tam, quang đề tam người thật đến xung quân tiệc thái tử tháng sáu hà tuần hòa sung nam bắc muôn dân về đạo câu. Thank you.
sự tất để tam đại thoái phố. Wow.
sáng đẹp 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 we
mai đời đông đạt đông dạng bắc từ biết nhà xin đức ông ngài về lãnh đông và bắc xong tờ đơn cảnh sở ngài còn tâu tiên đình hà đình thủy phủ để các quan văn võ trong cung ngoài điện thường thiên thượng ngàn trung thiên thủy phủ để chứng cho một nhà làm thành của nhà họ hoàng cùng nhà họ võ đừng nguyện cầu hai chữ bình an tật đường tiêu trừ tai qua nạn quải đi tươi về tốt vàng sự hắc thông giờ lại quan Thank you.
bài đàn đông đẹp bắt từ về có được ở hồng trong tổ chung chung tao ta về khai quan sung ra thật tài diệu quan văn sĩ hố đạo chung ca thịt ca đông hà thân hùng hòa và thân hồng thân chúa thiêng chân tiên từ pháp bác quang lòng về biệt pháp bác quang tạ văn thủ vò lượn pháp đạo đạo lực truyền thiên đội vàng về I'm
phương, khai cho họ võ trường giang tươi tốt, khai cho họ võ linh truyền quả trường, khai cho họ võ công danh trường nghiệp, khai chữ thuận lợi, đắc tài thắng lộc, phú quý vinh ba. Cửa mỏng ngày hôm nay thọ trường quang lớn có về tích tử ha. Tung ông đi ta
đi tam. Hôm nay quân lữ ngài đang đàn mà thương cho họ thì quân giáng nhất âm mà ngày mùng 2 tháng 10 niên Mậu Tuất cung thịnh đi tam ngài giáng đình. Xong rồi ngài nước mây trời gió xuống chơi phạt đồng ngài vui chơi tập nghề sự thân đáng đần đần bần lê ta đủ bắc đinh tuyên quang thái là các thần. Đinh tiên quang phải là các ế thần đi thai là các thần tiên quang thai là các thần cao bằng là mười tám tầng ngài sáng ơi đi đang thăng mê đi thái là tạm thăng mê đi ngon đi thái là Thiên Chúa trên làng,
Bye.
về đây. Oh, I have.
hàng dấu trên từng khe suối mù màu tiếng sao bà dòng trời ngang quê suối bạc bay kỳ tuần hè bài tiếng dân biển nhất chung mê quá nhiều dân qua tam tông nghề chầu hương sới cho thỏa tâm lòng thường là tầm hạ thu
họ bỏ ấy. Thế như ngày này ấy, tôi về cái bàn tải đồ lọc cho cái bỏ họ ấy. Lần đầu chờ loan xa từ nơi ta chân bước trên tàu mây xuôi xeo họ theo tiếng đàn nhìn thung lũng rộn ràng xa xa Thiên Chúa đây mới thật là đền Thiên Chúa trên bàn săn có tiếng người sao có tiếng người mưa vui bao công sơn cha tiếng sơn cha tôi lên hải hoa xa trời khắp nơi
sang ngôi sông khăng khăng tôi đang bờ bạc à. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.